trang đúng không? À, mãi nó chả mở ra. À, phải chia sẻ đúng không? Đấy. À, em cho phép để chia sẻ nào. Dạ rồi, Dạ em rồi, chuyển em chuyển host rồi. sang thầy Ok, thầy. rồi. Đây rồi, đấy. Thép một. Nó. Bây giờ phải làm cái gì nữa? Mình không dùng Zoom cho nên là hơi nóng nóng với Zoom. À, tác vụt khá sớm. Nhìn thấy màn hình chưa nào? Tôi thấy Tôi thấy ạ. ạ. À rồi. À thế như vậy hôm trước chúng ta đã cùng nhau học hết bảng chữ cái tiếng Nga rồi. Thông thường thì học hết bảng chữ cái tiếng Nga xong thì các bạn đi vào bắt đầu là học giao tiếp ngay. Đấy là trong trường hợp mà các bạn sẽ biết đọc đánh vần tốt. Thế bây giờ thầy sẽ kiểm tra xem là em học đánh vần như thế nào nhé. À, trước Vâng hết ạ, vâng ạ. sau khi mà chúng ta làm quen với bảng chữ cái rồi thì bây giờ là thầy muốn xem em là khả năng em ghép từ đến đâu. Ở đây thầy sẽ có một số những cái bài mà trích từ trong giáo trình đường đến nước Nga trong cái phần phát âm. Giáo trình đường đến nước Nga nó có một cái phần phát âm. Cái phần phát âm đó chủ yếu dành cho học sinh Trung Quốc, những cái người mà họ không có cái bảng chữ cái Latin, tiếng Latin. Đó, thế và cái bảng chữ cái của tiếng Nga này thì nó là bảng chữ cái tiếng Slaver. Nó cũng có một số từ nó trùng lặp với bảng chữ cái tiếng Latin cho nên nó giúp chúng ta học dễ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử đọc nhé. Cái phần này là luyện ghép vần. Luyện ghép vần tức là ghép các chữ cái để đọc thành một từ nào đó. Đấy, chúng ta có cái từ này. Âm E chúng ta biết rồi, đúng nào? Đấy, E, tờ chúng ta biết rồi. Và âm chúng ta có âm ô đấy. Ở đây chúng ta thấy rằng là có một số chữ đại đa số thì có trọng âm, có những chữ vô tình nó không có trọng âm, ví dụ chữ này thì chúng ta sẽ nhìn sang cái chữ này, chúng ta nhìn thấy trọng âm của nó rơi vào e E, tờ e. đấy. Đây là âm e, chúng ta lại đây là e rộng nhé, e tờ, chúng ta đọc là e tờ. Âm E, ô e. đứng ở sau trọng âm, âm ô đứng sau trọng âm thì bị đọc là đúng không nào? Đấy, ta đọc là e tờ, Thế và ở đây chúng ta nhìn thấy cái sơ đồ của trọng âm. Sơ đồ của trọng âm có nghĩa là chúng ta nhìn thấy cái sơ đồ này nó đi ngang bằng như này đấy, và sau đó nó tụt xuống đấy, đó. Thế và sau đó nó lại đi ngang bằng như này đấy, e tờ. Thì chúng ta sẽ E đọc là e tờ, tơ y nhé, là thế này, e tơ y, ta nhé. ta ta, e tơ y và e tơ y và như là đấy. Chúng ta nhìn thấy này, e tơ y và thế như là đấy, đó. Em đọc nhé. Vậy thì em đọc như vậy nhé, em đọc là e tơ y và đúng rồi. Từ thứ hai nè, e Ê, tơ mà. từ thứ hai đây là ồn, Em đang nhìn bên phải. ra e tơ ồn, Ê, ê. ồn đấy, Mà. Mà. e tơ mà em thấy nó xuống giọng nữa này, mà cái dấu cái xuống giọng ấy thì nó tương đương với cái dấu huyền của chúng ta, ma huyền mà đấy. Và nó xuống ở chỗ nào? Nó xuống ở chính cái chỗ mà nó có cái dấu trọng âm này. Vột enter mà enter Ivan enter Anna enter Papa như thế nào đấy. Từ có một âm tiết, ví dụ từ ồn đồm thì chính cái từ chính cái âm tiết mà không mà duy nhất của cái từ đó nó là âm tiết có trọng âm cho nên nó xuống ngay ở cái âm tiết đó. Bây giờ sẽ đọc lại này, ete ivan ete on ete mama ete a ete a anna, trọng âm này đây nó xuống sau mà đấy, trọng âm đây nó xuống trước này, ete mama như này, đây này ete a, đây này. Có ba âm ete a, đây là a, âm a này âm a đứng đầu từ đấy nhé, ete an na đấy. Đó, ete dom ete lampa đấy. Bây giờ nó có một cái, nó có câu già như thế này và nó có thêm một cái liên từ y, liên từ y đó là và,
tương đương trong tiếng Việt là và. Et an i a la. Et an i a la. Et an i a la. Đó. À thế vậy thì cái ngữ điệu đó người ta gọi là ngữ điệu 1. Ngữ điệu 1 là ngữ điệu của câu kể. Câu kể chúng ta nhìn thấy là câu mà có dấu chấm, đúng không nào? Đấy. Ngữ điệu trong tiếng Nga người ta gọi là intonationaya konstruksiya. Intonationaya konstruksiya. Chúng ta sẽ viết cái chữ đó nhé. Để cho em ví dụ như là có đọc sách thì ở trong tiếng Nga thì sẽ có cái chữ đó, chúng ta sẽ dễ hiểu. In chúng ta sẽ có từ in ta na сионная. Ой. Да? А ты не говоришь, что я неправильно пишу. Да? А, так. Интона сионная. Конструкция. Конструкция. Интона сионная конструкция. Да? Да. А дальше мы thấy là trọng âm dày интона сионная. Конструкция. Đó là cái chữ tắt, viết tắt của chữ IK. Và người ta cũng đọc là IK, IK. Và số 1 chúng ta là Ajin. IK Ajin. Internationale Construccia. Và số 1 của chúng ta viết luôn là số 1 ở đây. Đó là Ajin. Ajin. Oh. Ajin. Ajin. Так, đấy. Internationale Construccia. Hay là IK Ajin. Так, đấy. À, bây giờ em sẽ tự đọc những từ bên này nào. Câu thứ nhất là это Иван. Это он. Это мама. Мама. Это Анна. Анна. Это Анна. Анна. Это Ан. Это Ан. Yeah. Đây là có ba âm, đây là ba âm này. Ta 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 ta. Это Анна. Это Анна. Это Анна. Đấy, đọc nào. Это Анна. Это Анна. Это мама и папа. Это мама и папа. Это мама и папа. И папа, да. Это мама. Та-та-та-та. И тата. И тата. Та-та-та-та. И тата. Это мама и папа. Я добавляю куда она. Это мама и папа. Да? Хорошо. Tiếp theo nào. Với đồ nào. Это дом. Это дом. Có M nhé. Это дом. M. Bây giờ đấy. Это дом. Хорошо. Tiếp theo nào. Это лампа. Лампа. Vì sao trọng âm dương ngay ở đây mà. Đấy. Это лампа. Это лампа. Хорошо. Đã, хорошо. Chúng ta cùng xem phần 2 nào. Ở đây. À, nó chính là cái phần thừa ra bên dưới này đây nhé. Đó. À, tắt bột. À, chúng ta xem nào. Chúng nghe này, chúng ta đọc nào. Это дом. Это дом. Это лампа. Это лампа. Это ин. А это Инна и Иван. Это Инна и Иван. Это Инна и Иван. Да? Инна и Иван. Это Инна и Иван. Это мама и папа. Таблина. Это мама. Мама и папа. Это мама и папа. И папа. Ага. Это Иван, Антон и Анна. Это Иван, Антон и Анна. Майна. Это Иван, Антон, Антон и Анна. Thế nào? Đấy. Ở đây chúng ta nhận thấy nếu mà để ý, nếu mà gọi theo cái sơ đồ cấu trúc ngữ điệu của nó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy mỗi một cái từ có tính liệt kê này. À, những cái từ này đính liền nhau thì người ta là những từ có tính liệt kê giống nhau mà, đấy, cùng chức năng mà, đấy. À đó, Ivan, Anton, Anna. Yeah. Đó, nói như thế nghe nó hay. Это Иван, Антон и Анна. Đấy. À em nói là это Иван, Антон и Анна. Это Иван, Антон и Анна. Đấy. И Анна. Хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một câu hỏi này. Кто это? И что это? Кто это? Đây là ai đây? Кто это? Đấy. Nào chúng ta có câu. Кто это? Кто это? Кто
это. Đây là ai? Đấy. À, что? Что это? Что это? Đấy. Đó. Кто thì là ai đây? Ai đây? Đấy. Đó. Đây là cái gì đây? Tốt Что em это? Đấy. À, thế các em bảo là đấy, khi mà thầy dạy em bảng chữ cái thì thầy đọc đây là chữ chờ cơ mà đấy, chúng ta có nhớ cái từ ruchka đúng là đấy, ruchka à đó, uchebnik đấy, pochta đó đó. Thế nhưng mà ở đây người ta lại đọc là sh 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 đấy, à đó, âm chờ này sẽ phát âm là sh, à đó là cái, à, cái sự biến âm ở trong tiếng Nga mà nó không có nguyên tắc nào cả, đây nó không có dính dáng gì đến nguyên tắc phát âm cả. À, đấy. À, đó, thế vậy thì chẳng qua ở đây người ta đọc là sờ thì nó là sờ thôi đấy. Đó, người Nga đọc nó là sờ. À, thì chúng ta cũng chấp nhận đó là stop stop stop. À, đấy từ stop thì trọng âm nó rơi vào o, cho nên người ta đọc là o đúng không nào. À, chúng ta biết rằng là nguyên âm o mà có trọng âm đọc là o, kto kto. À, các em lưu ý khi không đọc là cờ tô. À, nếu em đọc cờ thì có nghĩa là có âm thanh rồi, âm cờ này không có âm thanh, ta đọc là kto 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 nha, kto eta kto eta kto eta kto eta thế nào đấy, đúng chưa đấy, хорошо đấy, nhất trí chưa đó. Đó, thế vậy thì ở đây ai đây và cái gì đây nhé. Đó, à thế bây giờ chúng ta có ba cái từ này, từ thứ nhất của chúng ta đây, từ thứ nhất này chúng ta sẽ hỏi là kto eta và chúng ta sẽ nói là gì nào, eta. Đúng Ê đúng rồi, Ê tơ đồm có mở đấy. À thế chúng ta có từ gì đây nè, Ê tơ lam pa, Ê tơ lam pa, và chúng ta có đây, chúng ta có từ này nè, Ê tơ luna, chúng ta đã biết từ này rồi đấy, Ê tơ luna, Ê tơ luna. À, chúng ta đây sẽ trọng âm rơi vào lam pa và đấy trọng âm rơi vào đây luna, Ê tơ luna. Это лампа, это луна, это дом, это лампа, это луна. Хорошо. À, vậy thì đây là phần 2 phát âm của chúng ta nhé. À, chúng ta sẽ đi tiếp nào. Đó, ở đây chúng ta sẽ có ngữ điệu 3 của chúng ta. Ngữ điệu 3 là cái gì? Để chúng ta nhìn thấy cái ngữ điệu 3 nhé. Đó, ở đây chúng ta cho lưu cái này xuống để em nhìn thấy. Em nhìn thấy cái này nhé. Nó bị vướng đúng không nào? Đấy, đặt đó. Tác vật đấy, хорошо. À, đó. Tác vật. À, thế như vậy, ngữ điệu 3 là cái gì? Ngữ điệu 3, chúng ta nhìn thấy đó là ngữ điệu của câu hỏi. Em nhìn thấy câu hỏi này, thấy chưa? Đấy, câu hỏi này, dấu hỏi chấm này, đấy, đó. À, thế vậy, ngữ điệu 3 là cái gì? Lý thuyết là ngữ điệu 3 nhé. À, người ta gọi là IK3. Chúng ta đã biết IK1 rồi, tức là IK3. Thấy chưa? À, ôi, Ikaba tak. Ikaba tak đấy. Đó. Ikaba thì nó như thế nào? Ikaba đó là ika. Chúng ta sẽ nói e t an ton. Ui. An ton. Đấy, đó. Đi lên như thế nào đấy? E t an ton. E t an ton. Yeah, đấy, đó. À đấy. Et an tốn. À đó đúng không? À thế vậy thì cái câu của chúng ta đã ra ngữ điệu một của chúng ta ấy, tức là et an tốn. Đúng là đấy, et an tốn. Nhưng mà nghĩa thứ ba là gì? Et an tốn. Et an tốn. À đúng chưa? Cái an tốn thì trọng âm nó rơi vào tôn, cho nên là chúng ta nâng giọng ở tôn. À nhưng mà nếu mà an thì là et an. Nó nâng giọng đúng cái chỗ nào mà có trọng âm đấy, đó, eteana, eteana, à đó, eteanton, eteana, lampa tám, yeah, đấy, à đó, à thế vậy thì hóa ra là gì? Ngữ điệu 3 chính là ngữ điệu dành cho câu hỏi mà nó không có từ để hỏi. Từ để hỏi là gì? Từ để hỏi là các đại từ để hỏi đúng không nào. Đấy, tương tự trong tiếng Anh cũng đã biết đại từ để hỏi là những đại từ gì rồi. Đại từ trong tiếng Nga chúng ta đã biết hai đại từ để hỏi, đó là kto đúng không, thế và stop. Đấy là hai
hai đại từ để hỏi, có phải không em? Đấy, stop, stop. À đó. Thế nhưng mà trong cái câu hỏi này nó không có những đại từ này, thì lúc đó nó sẽ dùng ngữ điệu ba, à, đúng không? Vậy thì ta tóm lại gì nào? Ngữ điệu ba là gì? Đó là ngữ điệu của câu hỏi không có từ để hỏi, và cái câu hỏi này chính là câu trả lời. Đấy. À, ete Anton, da ete Anton. Chỉ có điều người ta thêm một chữ gì đấy? Da. Da là vâng. Đấy. Vâng. Đây là Anton đúng không? Đúng rồi. Đây là Anton. Đấy. À, chúng ta cùng đọc nào. Em đọc theo thầy nào. Ete Anna. Ete Anna. Anna. Da ete Anna. Da. Da. Ete Anna. Da. Ete Anna. Da. Ete Anna. À, đó. À, chúng ta nhìn thấy khác nhau này. Anna, đó là tên của cô ta, trọng âm rơi vào tiếng thứ nhất. Anna. Anna đây là she. Đấy. Tương đương đại từ ngôi, đại từ nhân xưng she ở trong tiếng Anh. À, thì lúc đó trọng âm nó lại rơi vào tiếng thứ hai. Anna. Và đây là Anna. Anna. Và đây là Anna. Anna. Da. Ete Anna. Da. Ete Anna. Vậy đấy. Хорошо. À, tiếp theo người ta hỏi là cô ấy có nhà không? Cô ấy đang ở nhà. Cô ấy đang ở nhà. Anna doma. Anna doma. Đấy. Anna doma. Anna doma. Trả lời. Da. Anna doma. Hoặc là đây không có Anna. Da doma. Hoặc là da. Anna doma. Da. Anna doma. À, ba cái âm tiết này bằng nhau. Xong đây xuống. Doma. Thế như là đấy. Da. Anna doma. Hoặc là da. Đồ mà hay chưa? Vất vả đấy. Bây giờ em đọc lại cả cái đoạn đối thoại này. Nó. Ete. Ete. Anna. Đúng rồi. Đã. Đã. Anna. Đã. Đã. Ete. Ona. Đó. Anna. Đã. Ete Anna. Đã. Anna. Anna. Đồ mà. Anna. Đồ mà. Anna. Đồ mà. No. Da, da, da doma. Da doma. Da doma. No. Tiếp nào. Da. Anna doma. No. Em nói đi. Ete Anna. Ete Anna. Da ete Anna. Da ete Anna. Anna doma. Anna doma. Da doma. Da Anna doma. Đã, 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 đã. Hết cả đoạn. Đọc lại tất cả các đoạn này nào. Bây giờ em mới hiểu nỗi lòng học sinh của em khi em bắt em đọc. À, đã. Ete Anna. Ete Anna. Đã, ete Anna. Đã, ete Anna. Xuống giọng này. Đã, ete Anna. Đã, ete Anna. Ete Anna. Đã, ete Anna. Anna. Anna doma. Doma. Da doma. Da doma. Da. Anna doma. Da. Anna doma. Nguyên tắc này, nếu mà thầy dạy học sinh, thầy đọc một lần, học sinh phải đọc được ba lần. Đấy. Trong khi thầy đã nói được ba lần rồi mà em mới nói từ nãy được có hai lần thôi. Có nghĩa là em chưa phải là học sinh. Đấy. Học sinh có nghĩa là phải đọc được nhiều hơn thầy, phải tranh thủ đọc nhiều hơn thầy. À, học sinh thường ngại đọc và sợ sai. À, kể cả em cũng là giáo viên rồi, em cũng đã dạy học sinh rồi thì em thấy là em bản thân em cũng còn ngại đọc, thầy nhận thấy là em ngại đọc. À, đúng không? Có những học sinh nó không ngại đâu, nó cứ nói bừa phứ phựa đi. Đấy, nó nói tranh cả thầy luôn. Đó, những đứa như thế là nó sẽ học rất nhanh. À, tác vột, à, đây chúng ta có bức hình tiếp theo. À, tác vột ở đây, à, chúng ta sẽ nhìn thấy là người ta bắt đầu phân cho chúng ta danh từ giống đực, giống cái, giống chung như thế nào. Đấy. Đó. À, thế nhưng mà giống đực ở đây, à, chúng ta thấy là gì nào? Chúng ta đã biết rồi. Trong bài đầu tiên chúng ta đã nói là gì nào? Danh từ giống đực đó là tất cả các danh từ tận cùng bằng gì? Bằng phụ âm ở đây. Phụ âm, đúng rồi đấy. Tất cả các danh từ tận cùng bằng 1, 26, 20, 121 phụ âm đúng không nào? Đấy. Đó. Thông thường mình hỏi là có bao nhiêu phụ âm? 21 phụ âm. Có bao nhiêu nguyên âm? 10 nguyên âm. Có mấy nguyên âm đơn? 6 nguyên âm đơn. Bao nhiêu nguyên âm đôi? 4 nguyên âm đôi.
chưa đấy đó. Thế vậy thì mình cứ nhắc lại như thế, các em học sinh mà có quên thì cũng là dịp để cho các em học sinh nó có điều kiện để nó ôn lại kiến thức cũ, chứ không phải là mình kiểm tra học sinh hay như nào đấy đó. Cái phương pháp dạy của mình là nhắc lại liên tục kiến thức để cho học sinh sẽ tự nhớ được thêm nhiều hơn. Danh từ giống được trong tiếng Nga đó là các danh từ tận cùng là phụ âm. Điều thứ hai nữa là các em bảo thầy ơi cái này là nguyên âm cơ mà, đúng không, đấy nguyên âm a mà đó. Đó là các danh từ giống được là các danh từ chỉ đàn ông, papa là danh từ chỉ đàn ông, được chưa đấy. Đó thì vậy thì nó giải quyết được cái câu hỏi này, tại sao đây là đuôi a mà cũng là danh từ giống được đấy. Đó, danh từ chỉ đàn ông như này, danh từ chỉ đàn ông đấy, đó papa đấy, đồng ý chưa đấy. Thế chị chưa nào? Thế vậy thì chúng ta có tiêu chí của danh từ giống được, đó là danh từ nếu mà là danh từ tận cùng là phụ âm thì đó là danh từ giống được. Thứ hai, các danh từ chỉ đàn ông thì bất cần biết đó là danh từ đuôi gì đấy. Đó, bây giờ các danh từ giống cái nào, đó là các danh từ có đuôi a này, tất cả các danh từ có đuôi a là danh từ giống cái đấy. Và những danh từ chỉ người thì hoặc là động vật thì phải là chỉ phụ nữ hoặc là chỉ con cái đấy, con mèo cái, con bò cái, con chó cái, đúng không? Thì những cái danh từ đó nó sẽ chỉ đó là danh từ giống cái. Thế và các danh từ chỉ bất động vật, conata, lampa, carta, đó là những danh từ chỉ bất động vật không phải chỉ người, thì chúng phải có đuôi a, chúng mới là danh từ giống cái. Ngoài ra thêm nữa nhắc luôn, đó là các danh từ có đuôi ia, nếu danh từ có đuôi ia chỉ bất động vật thì cũng là danh từ giống cái đấy. Nhưng mà đây người ta chưa cho chúng ta trên chứ chết, chúng ta chỉ cần mới nắm là gì, danh từ giống cái có đuôi a, danh từ giống chung có đuôi o. Như là đấy, acnome là cô phô tật, đọc là phô tật như là đấy đó. Thế vậy thì ở đây người ta cho chúng ta khái niệm, thế là danh từ giống đực, giống cái và giống chung, đúng không? Bây giờ chúng ta cùng xem nào. Đọc nào, chỉ tái trẻ đó là gì đấy, chỉ tái trẻ, chỉ tái trẻ là hãy đọc đấy. Chúng ta đọc nào, tự đọc nào, ế tơ y vàng Ivan ôn Ondoma ôn đồ mà, ôn đồ mà đấy, ế tơ mà Mama ế tơ mà ana đồ mà, Adoma ế tơ làm, Lam làm bà. Lam Em nói là làm, thầy nói là làm, ế tơ làm bà đấy. Bởi vì sao, đây là gì, ngữ điệu một, mà ngữ điệu một thì nó xuống ở cái từ cuối cùng mà nó có trọng âm, ở âm tiết có trọng âm đấy. Đúng không? Thầy Ê tơ thấy nhưng mà làm. nếu em đọc là lam và thì bị sai ở thầy. Thông thường nếu mà người ta này Ê tơ làm, Ê tơ làm, đây có phải là cái đèn không đấy. Ngữ điệu ba là ngữ điệu đi lên, là cái ngữ điệu hỏi, đây có phải cái đèn không, Ê tơ làm đó, Ê tơ làm vô tân à, vô tân á. Nếu người ta hỏi vô tân á, vô tân á, đây có phải cô ấy không, đại tân à, vô tân à, vô tân à, như nào đấy, vô, nó đọc là vô, xong rồi ăn à, thì là vô tân à, vô ăn à, vô tân à, vô tân à, gì đấy, vô tân à, vô tân à, nói nè, vô tân à, nó Bột bột vô tan à, tờ a ta đấy, vô tan à, nói là vô tan bột à, tát nát vô tan à, tan à, vô tan à, vô tan à, vô tan à, đó đấy, cho là vô tan à, vô tan nhi, vô tôn. Đây chúng ta biết rằng là có ba đại từ ngôi thứ ba, ba đại từ nhân xưng ngôi thứ ba đó là gì nào, các đại từ ngôi thứ ba là chỉ đàn ông, đó là đại từ ôn đấy. Chúng ta có đại từ ôn, xem nào, đại từ ôn đấy, đó đại từ Anna là chỉ phụ nữ, đúng nào đấy, và đại từ Anhi là chỉ số nhiều, đúng nào đấy đó. Thế và ba cái đại từ này đi đi vị vốt thì nó sẽ nối âm, nó nối âm với những cái đại từ này vậy đấy. Nó là cái gì nào, vốt tốn, Một vốt tăng tuần na, vốt tăng nhi, thấy chưa đấy đó, thấy thú vị chưa. Đầu tiên các em kiên quyết không đọc đâu, cứ đọc là vốt ổn, vốt ăn nà, vốt ăn nhỉ, vốt ổn nhé, vốt có âm tờ nhé, vốt ổn, vốt ổn, vốt tồn, vốt ăn nà, vốt ta nà, vốt ăn nhỉ, vốt ta nhỉ. Nó nói thử xem.
nó no. Thử xem nào. Đọc luôn Vô là tốn. vô tốn đấy ạ. Vô tốn à, bây giờ đấy đấy em, bản thân em là dạy học nhưng mà em vẫn ngại đọc đấy, em ngại đọc đấy là hiện tượng ngại đọc của em đấy đấy đúng không, tất cả của để chưa nào đấy Vâng. đó à, cho nên là không hề đơn giản đâu, không hề đơn giản làm cô giáo đúng không đấy, đấy. À, nói nào à, vô tốn Vụ vô tốn, tốn vụ à, tan vô là vô tan à, vô tan nhi đà, thế bây giờ để cho nó quen thì đọc 10 lần đi, vô tốn vô tan à, vô tan nhi, vô tốn vô tan à, vô tan nhi, vô tốn vô tan à, vô tan nhi à, thế bây giờ ở nhà học với thầy xong rồi tí nữa hết giờ cứ ngồi cứ thế nói vô tốn vô tan à, vô tan nhi, vô tốn nở nhé, con nở nhé, vô tốn vô tan à, vô tan nhi, vô tốn vô tan à, vô tan nhi, cái ngày mai thầy chỉ ra cái chữ này cái ngồi đọc bánh vách luôn, chả thấy ngượng tí nào cả đấy. Bây giờ cái ngượng 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 ngại 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 đúng là đấy. Đấy đúng không, vô tan na nói nào, vô tan na Ta vô tan na à hả, vô mơ lắc cô, vô mơ là cổ, chúng ta biết cái từ này rồi đấy, vô mơ lắc cô, vô mơ lắc cô, vô mơ lắc cô đấy, nói nào, vô mơ lắc vô cô vô lá mơ là cổ, chúng ta biết rằng âm o đứng trước trọng âm đọc là a, ta đọc là la, âm o đứng cách vị trọng âm thì đọc là ơ, mơ 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 lắc cô, vô tấm vô vô mơ lắc cô, vột mà lắc cô, vột mà lắc cô, à, vột mà lắc cô, đấy, mà lắc cô, mà lắc cô, mà lắc cô, đọc là vột mà lắc cô, Vụt Malaco. à hả, vột mà lắc cô, đấy, à, vột mà lắc cô, à, đúng không, à, các vột, nghĩ chưa, đấy, à, thế vậy thì ở đây chúng ta có thêm một đại từ để hỏi, gdzie, tất nhiên là chúng ta sẽ học cái này sau, thế nhưng mà đây, à, thầy đưa vào đây để cho cái bài học nó trở nên sinh động hơn mà nó dễ học mà, cái từ này nó rất dễ học, cho nên là không có gì khó cả, chúng ta đọc là g g g gdzie. Где? Nói thử nào. Где? Да, где окно? Где окно? Nói nào. Где окно? Окно. À, где окно? Где окно? À, đấy. À, thế bây giờ em bảo là thế. À, cái chữ где này nó chả vào cái ngữ điệu nào cả. Đấy. À, cái ngữ điệu kể thì nó đi xuống. Это мама. Nhưng mà ngữ điệu hỏi đi lên. Это мама. À thế đây thầy nói là gdzie akno, gdzie akno, à đây người ta gọi là ngữ điệu hai, ngữ điệu hai đấy, ngữ điệu hai là cái gì, à ngữ điệu hai hay là người ta còn gọi là ik2 đấy, à đây thầy nói với cả ik nhé, ik2, ik2 là ngữ điệu dành cho câu hỏi có đại từ để hỏi. À, chúng ta đã biết ba đại từ để hỏi đó là gì? Где, кто, что. À, lúc nãy chúng ta đã nói rồi. Кто это? Кто это? Thế như là đấy. Кто cao hơn này, thấp hơn это, đúng không? Đấy. Кто это? Đó là ngữ điệu hai nhé. Ngữ điệu hai luôn luôn rơi vào đại từ để hỏi. Được chưa? Chứ thầy hỏi đây em là gì nào? Где окно? Где cao lên xuống окно? Где окно? Где окно? Где да? А, где окно? Вот так вот, да? Где молоко? Где молоко? Где молоко? Где фото? Где фото? Где фото? Да? А, đó. À, thì chúng ta trả lời. Оно тут. Đây, nó đây. Оно là à, thay cho окно, да? Где молоко? Оно тут. Да? Где фото? Оно тут. À, thế từ nãy đến giờ thầy nói đến 20 lần rồi, học trò chưa nói được câu nào. Đấy à, nếu bây giờ thì nói nào à, nói bây giờ hỏi à, cửa sổ đâu à, trả lời là nó đây à, nó Ano tụt 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 tức là ở đây đấy tụt à, thầy nói à, nó tụt 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 à, thế còn em nói à, nó tụt chứ không có cái âm tờ đó à, người Nga nó nghe nó thấy thiếu ngay một cái âm tờ đấy à, giờ đấy nó nghe thấy thiếu cái là à, hiểu ngay rằng là gì là đây là không phải người Nga nói rồi như là đấy ăn nó tut ăn nó tut ăn thấy chưa ăn nó tut à, nói như vậy nhé, vote vote thấy chưa nào, vote Malaco vote Malaco vote Malaco thấy chưa nào, votana 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 votte хорошо à, thì bây giờ hỏi sữa đâu, sữa đâu, где Malaco à, đây chúng ta thấy gì đây nè, где nó phải cao lên đấy, где молоко, là cô где молоко đấy, где фото,
Где фото? Где фото? Вот оно, hoặc là gì? Оно тут. Оно тут. Đấy. À, tiếp theo là chúng ta có câu hỏi. Фото там. À, đây là ngữ điệu 3. Фото там. Фото там. Фото там. Фото там. Фото там. Nói nào. Фото там. Там. Да, оно там. Да, оно там. Đấy. Да, оно там. À, thế nào? Đấy. Хорошо. Thế thì ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau tham khảo với nhau một chút về ba cái ngữ điệu 1, ngữ điệu 2 và ngữ điệu 3, đúng không nào? Đấy. À, chúng ta còn hai ngữ điệu nữa, ngữ điệu 4 và ngữ điệu 5 nữa. À, thế nhưng mà cái đó chúng ta sẽ xem sau nhé. Bây giờ chúng ta thế sẽ đây. Cùng nhau. Ừ. Cho em hỏi là từ ether à ether với từ mấy cái từ này khác nhau gì? Ether với từ vốt thì khác nhau gì ạ? Đấy. À, ether đó là đây là. Đấy. À, vốt là đấy, vốt malaco, đấy, sữa đấy, đấy, vốt malaco, vốt đồm, đấy, à, đây chúng ta có những từ gì mới nè, vốt là mới này, vốt là đấy, đấy, vốt, vốt anna, à, nó đấy, vốt malaco, đấy, sữa đấy, à, nó tut, tut thì là ở đây, đấy, tam thì là ở đằng kia, đấy, à, tut thì là, tương đương tiếng Anh là here, tam là gì? There, đúng không? Đấy. À đó. Thế đây là gì? Vột malaco. Vột malaco. À, đấy. Trong tiếng Nga khi mà em đã học tiếng Anh rồi, khi em sang tiếng Nga ấy, thì em cảm thấy cái cấu trúc này nó rất là lửng lơ, nó thiếu. Đấy. Anh chị, nếu em nói vột malaco tiếng Anh em sẽ nói thế nào? This is milk. A milk is. Đấy. Milk is here. Here. Đấy. Milk is here. À. À ta. À, thông thường nói là here is milk. Đấy, here is milk. À, tác vụt. À, thế như vậy em thấy đây là gì? Trong tiếng Anh dứt khoát là phải có is. Nó có cái to be. Nhưng trong tiếng Nga thì nó không cần. Yeah. Trong tiếng Nga, đấy, khi cái người học tiếng Anh mà sang học tiếng Nga nó ngỡ ngàng ở chỗ đó. Thế là ngược lại, cái người học tiếng Nga nói thoải mái mãi rồi. Nên khi sang tiếng Anh bắt buộc cứ phải to be rồi, cứ quên to be suốt. À, đúng không? Thế còn cái người mà học tiếng Anh rồi nó biết là trong cái câu bắt buộc phải có to be. Thì sang đến đây người ta sẽ ngỡ ngàng bởi vì sao là nó không có to be. À, nhưng trên thực tế đây nó có to be nhưng nó ẩn. Đấy, em hiểu chưa? Trong tiếng Nga nó có một cái động từ gọi là động từ but. Nó cũng tương đương như động từ to be ở trong tiếng Anh. Thế và cái động từ but này nó chỉ ở quá khứ và ở tương lai thôi. Em hiểu chưa? Đấy. À, thế còn hiện tại thì nó không có, không nhìn thấy. Nó ẩn ở đây này, nó mờ mờ, tức là chúng ta cảm tưởng nó ẩn ở giữa hai cái chữ này. Đấy, đó. À, khi mà chúng ta phải tưởng tượng ra như thế thì chúng ta mới yên tâm chúng ta nói cấu trúc này được. Vot malako ano tut photo photo tam da ano tam như này. Đấy, đó. Thế vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau xem qua một chút về phần phát âm. Bây giờ chúng ta quay trở lại với phần học từ vựng của chúng ta. À, đó. Có nghĩa là gì? À, không đơn thuần là một buổi học thầy chỉ cho em phát âm mấy câu xong sau đó em gấp sách đi. Em không còn dữ liệu gì để học đây, thầy cho em tha hồ cho em 28 đơn vị ngôn ngữ tha hồ mà học nhé. Đó, đúng không nào? Nó đã, nó đã. Nó đã có nghĩa là đúng rồi đấy, đấy chứ nào. Đấy, chúng ta nói nào, chúng ta vừa rồi luyện luyện đọc phát âm rồi, bây giờ thử đọc nào. Ta ta, привет. Привет. Ta ta, trọng âm như thế nào đấy? Привет, ngữ điệu chào đấy, đấy. Привет. Привет. À, chúng ta đọc tiếp nào. Từ này chúng ta đọc là доброе. 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 Утро. Утро. Да, доброе утро. Доброе утро. Да? Доброе утро. Да? Я знаю, да? Доброе утро. Доброе утро. Утро. Да, это чао buổi sáng nhé. Чао buổi sáng, чао khi nào? Từ khi ngủ dậy buổi sáng cho đến 11, 12 giờ trưa. Да? Đó, thậm chí người ta chào đến tận 12 giờ trưa luôn vẫn gọi là utra. Sau 12 giờ trưa thì người ta sẽ gọi là dền. Dền, dền là ban ngày đấy. Bởi vì sao? Bản thân cái từ dền đó là ngày. À, thế nhưng mà thực chất ra khi mà chào như này chúng ta chào là добрый день. Добрый день. À, dền đấy. Добрый, добрый день đấy. À, chúng ta nhìn thấy là gì nào? Utra đây là danh từ có đuôi o. Đó là danh từ giống gì? Giống gì? Giống chung ạ. Chung thế như nào đấy? Chúng ta biết rằng danh từ giống chung có đuôi o đuôi e. Đó, đó là lý thuyết nhé. Lý thuyết danh từ giống chung có đuôi o đuôi e. Đó. Tiếp theo là chúng ta có danh từ dền.
Dành là danh từ tận cùng là một dấu mềm thì chúng ta sẽ không biết đây là dấu đực dấu cái. Bắt buộc chúng ta phải tra từ điển. Và danh từ dành đó là danh từ dấu đực. Cho nên đây có đuôi ư. À, đuôi ư là đuôi của tính từ đi với danh từ dấu đực. À, dobry dzień. Dobry dzień. À, tại sao mà thầy các em bảo là thầy nói từ dành kiểu gì? Em không phân biệt ra. Đấy, à đó. À, chúng ta biết rằng âm n này đi với dấu mềm thì tạo thành âm nhờ. Đúng không? Đấy. À, n cứng không có gì, nhưng nếu có dấu mềm hoặc là đi với nguyên âm mềm thì nó tạo thành dấu âm nhờ. Vậy thì chúng ta đọc như có âm nhờ. Dền. Dền. À, vậy thì giống như cái chữ chúng ta viết trong tiếng Việt dền, dền, nhưng mà sau đó chúng ta nói thêm chữ nhờ. Dền. Dền. Dobry dzień. Dobry dzień. Nói nào. Dobry dzień. Dzień. Đấy, dzień. Đấy. Dobry dzień. Cái âm à, no, âm sao? Chuyển. Như là hình âm r trong từ angel đấy ạ. À, cái chữ âm r này là âm r mềm, r mềm. Như là trong giống cái từ angel đấy, hoặc là từ jail, chúng ta có cái từ jail. Tập gym, chúng ta đi tập gym. Nhiều mà nghe em đi tập gì, ta đi tập gym, đúng rồi đấy. À, các bạn nói đi tập gym, thực chất thì các em phải nói là gì? Tập gym, gym, đúng là phòng gym, có phải thế không đấy? Phòng gym, jail, jail, đúng là jail là angel, angel đấy. À đó, đấy, đó. Thì cái âm giờ đó chính là âm âm đờ, đờ mềm này của tiếng Nga. À, trong tiếng Nga, một cái điều rất thuận lợi là các em học tiếng Anh thì nó sẽ có cái âm giờ mềm này. À, các em phát âm đúng em âm giờ mềm này thì nghe tiếng Nga nó sẽ hay. Em nhìn nào, đấy. Nhiều người không nói được. À, rất nhiều người Việt Nam không nói được cái âm này, người ta nói thành âm giờ đấy. Âm giờ. À, chúng ta tiếp tục nào. À, tác vụt. Ở đây chúng ta có từ buổi tối, chào buổi tối nè. Đây cũng là vechier, là danh từ giống đực. Cho nên là đuôi của tính gì là dobry. Dobry vechier. Dobry vechier. Vậy chào ban ngày, chào đến khi nào? Chào khi trời sẩm tối. Mình hay nói vui khi nào thấy đèn đường bật lên thì chào dobry vechier. Đấy chứ. Bất tạc vật. Chúng ta chào cả ba câu nào. Dobry e utra. Dobry e utra. Dobry dzień. Dobry dzień. Dobry vechier. Dobry вечер. Aha, тоже. Тоже. Aha, тоже là cũng nhé. Тоже là cũng. Так, очень. 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 À, chúng ta nhìn thấy âm e này người ta đọc thành y là очень. Và cũng có cũng chữ n mềm. Очень. 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 Очень là rất, rất đấy. Really đấy. Rất đúng nào đấy. Очень. Очень. Aha, как дела? Как дела? Công việc thế nào? Как дела? Đấy. Hoặc là người thay về nguyên tắc ra chúng ta thấy ở đây có một đại từ để hỏi nữa, đó là đại từ как. Как là như thế nào? Đấy, đại từ как. Как дела? Thông thường ở đây người ta как дела? Как дела? Đấy. Nhưng khi chúng ta hỏi vào trong giao tiếp thì chúng ta hay nói как дела? Как дела? Thế là chúng ta cảm tưởng như là nâng cao giọng lên để đón cái câu người ta đáp lại. Хорошо. Как дела? Хорошо. Như nào? Đấy, как дела là công việc thế nào? Người ta có thể hỏi как у тебя? Đây là nguyên âm u đúng không nào? Как у, как у, как, как. Như người ta nghe как, как у, как у. Đây là как у. Đấy, как у. Như nào? Как у тебя? Как у тебя? Nếu mà em để ý thấy thầy đó, các cụ, các cụ. Đấy, không được, các u, các cụ. Các cụ chị bé, các cụ chị bé, các cụ chị biết gì là, các cụ chị biết gì là. À, đúng không nào? Tác vụt đấy, хорошо. Nó tương đương như một câu hỏi, em như thế nào? Đấy, à, đúng không? Em nhớ chi chưa? Đấy, tác vụt, хорошо. Đấy, đó. À, mình hỏi хорошо là gì? Có đúng vậy không? Хорошо. Đấy, really hard như thế nào? Là, right, tiếng Anh trong tiếng Anh đấy. À, đấy là cái câu mà rất cửa miệng, rất hay nói của các thầy cô giáo, có đúng vậy không? Хорошо, хорошо, đấy. À, thế em nói sao nào? À, как у тебя дела? Как у тебя дела? Nói nào. Как у тебя дела? Тебя, đấy, đấy, тебя, тебя, đấy. À, я, я, rộng miệng. Как у тебя дела? Как у тебя дела? Tạ quật. Как у тебя дела? Vợ AC, vợ AC, vợ AC là cái gì đấy? Vợ AC đọc là nào? Đọc là gì? Vas, no. Đúng. Vas. Đúng rồi, vas. Vas này là đọc vas. Как у вас? Как у вас? Как у вас дела?
Các câu vật dạ từ lắm. đó nữa nè. Câu việc của anh chị thế nào đấy? Ao chỉ bé. Ao chỉ Ao bé. Ao chỉ bé. Thế còn cậu thì sao? Thế còn cậu and you chúng trong trong câu tiếng Anh thế này là and you đấy đó. Ao chỉ bé. Ao chỉ bé. Đặc biệt. Ao vas. Ao vas. Ao vas. Thế nào đấy? Trong tiếng Anh nó trong tiếng Nga nó có hai cái đại từ tươi và vui. Tươi là dành cho thân mật, ví dụ như là chính là đại từ you. Trong tiếng Anh chỉ có một đại từ you thôi, đúng không nào? Thế nhưng mà trong tiếng Nga nó có hai đại từ tươi là khi ví dụ như là thân mật, nói chuyện thân mật với nhau thì người ta cũng gọi là tươi như là đấy. Thế còn trang trọng lịch sự và đối với người xa lạ, đối với người ví dụ như là nói chuyện với lãnh đạo, nói chuyện với các thầy cô giáo thì các em gọi là vui, đúng là đấy đó. Thế thầy cô giáo có thể gọi các em là tươi, ví dụ vậy. Bởi sao thầy cô giáo thân thiết với các em gọi là vui nha. Đó, thế còn ví dụ như là thầy cô giáo mà lại dạy các bạn mà cũng ngang ngang tuổi, lớn tuổi chẳng hạn, thì thầy cô giáo cũng vẫn gọi người ta là vui. Nhất là trong các trường đại học thì các thầy cô giáo thường gọi các em là vui, nhưng mà trong các trường phổ thông thì gọi là tươi đấy đó. Ao vas. Ao vas, nói lại nào. Ao vas, nói đi, đâu rồi? Vas nó ao vas như là đấy. Đấy, chúng ta nhìn thấy có cái điều gì ở đây nào. Đây có gì nào? Chúng ta nhìn thấy đây có từ a là còn đấy, còn. Thế câu mà có a đứng, câu hỏi mà có a thì nó gọi là câu hỏi ngữ điệu 4. Ao vas. Ngữ điệu 4 là thể hiện như nào? Ngữ điệu 4 thì là nó ngang bằng, sau đó nó tụt xuống, sau đó đi lên nhé. Ao vas. Ao chi bé. Ao chi bé. Ao ao chi bé. Ao chi bé. Ao vas nhé. Đấy. Thế vậy thì đây của chúng ta làm quen thêm với một cái cấu trúc ngữ điệu nữa, đó là cấu trúc ngữ điệu 4. Anh chị em đấy. Cấu trúc ngữ điệu 4 đó là cấu trúc mà có a ở trong câu hỏi, đứng đầu câu hỏi. Như nào? Nó chỉ dùng với câu hỏi thôi. Đấy. Ao ao chi bé. Ao vas. Đấy, хорошо. Tiếp theo nào, chúng ta có từ này là âm o đứng đầu từ đọc là a, ta đọc là at. At. L I có trọng âm li. At li. At li bằng âm n. Âm o đứng sau trọng âm đọc là ơ. N. At lichna. At lichna. At lichna. At lichna. Thấy chưa nào? Đấy. At lichna. Đồng ý chưa? Đấy. Хорошо. Đồng ý chưa? Nó at lichna, nói nào. At lichna. At lichna. At lichna. Rất tuyệt vời đấy. Đấy. Хорошо. Chúng ta có từ хорошо biết rồi này. Хорошо. 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 Đấy. Chúng ta có từ tiếp theo. Плохо. 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 Тồi tệ. Хорошо là tốt. Плохо là tồi tệ. Đấy. Chúng ta có từ này nào. Đánh vần nào. Âm ô đứng trước trọng âm đọc là A. Đấy. Âm ô đứng trước trọng âm đọc là A. Ta đọc là nar. Nar. Mal. Mal. Malina. Malina. Đấy. Hôm trước em bị vướng cái âm L này đấy. L mềm. Đấy. Đó. L và có hơi có âm I một chút. Thè đầu lưỡi ra, kẹp vào giữa hai hàm răng cửa trên và dưới. Ta đọc li. 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 Mali. 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 Malina, malina, normalina, normalina, normalina. Đấy, malina, normalina. Này nè, normalina. Normalina, bình thường đấy. Bình thường. Giống cái từ normal của chúng ta đấy. Normal đấy. Đúng không? Đúng không? Trong tiếng Anh có từ đó đúng không? Đấy. Хорошо. Vậy tương tự như vậy đây nó nói normalina, normalina, normalina. Malina. Normalina, nó bỏ cái âm i đi thôi đấy, nói bỏ âm i đi. Tác bột хорошо. Thế vậy thì vừa rồi chúng ta đã học phát âm kỹ phần này rồi, chúng ta sang phần 2 tiếp theo nào. Trang này thực chất còn có 5 từ nữa thôi, còn là đại từ nhân xưng. Chúng ta có từ này dễ quá rồi đấy. Paka. Chẳng lên rằng sao Paka. Tạm biệt đúng không thầy? Hả? À đúng, tạm biệt. Tạm biệt đấy. Paka. 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 Đấy. Paka. Thế thì nó dạy sai em. Em bảo sao? Có đứa nào nó dạy nó đọc em đọc cho em là pa cả. Nó là pa cả đúng không? Trong âm thì pa ca, trong âm thì dây rằng sao mà ta 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 gì đấy, ta 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 đó, ta ta pa ca pa ca pa ca pa ca pa ca. Ví dụ thầy cuối giờ khi mà chúng ta kết thúc giờ học, thầy nói nó pa ca pa ca
ok đấy mà đó à. Thế nếu mà thân thiết thì người ta còn nói atta 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 atta, thậm chí cái từ atta ít người biết đấy, là chỉ có những người mà sống trong môi trường ngữ Nga thì người ta biết nó atta đó. Thế thầy nói với em thầy có thể đấy nó atta nó paka nó atta kiểu thế đấy. Vất tạp vật đó là tạm biệt nhé. Tạm biệt đây thực chất là tương đương với từ bye trong tiếng Anh đấy. À biết là em nói goodbye. À thế nhưng mà thông thường người ta nói ngắn gọn thì bye bye đấy, bye đó. Đây à, tiếp theo là câu 16, từ số 16 student. 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 À đấy, trọng âm dây đâu? Gent. 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 Như là đấy, student. Trọng âm dây đằng sau ta ta student. 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 Đấy. À bây giờ nói đây là sinh viên nào, đây là cậu sinh viên nào? Et student. 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 Đúng rồi, et student đấy. À bây giờ Đây. em nói sao? Ông đứa bạn em học ở Nga nó còn đọc cái từ này student. Tụi em bảo là nghe gì lạ đấy, bảo là Đấy, student. nó không phát âm thì mình đã nói rằng là cái âm giờ đó là cái âm giờ mềm ý, của tiếng Anh ấy. À, âm giờ Vâng. trong từ gym ý, là ít người nói được cái âm đó em chưa, ít người nói được cho nên chúng nó cứ nói cứng đấy, là người ta gọi là đọc cứng em như nào đấy đó. Tiếp theo chúng ta có từ là sinh viên nữ này. À, trong tiếng Anh thì không phân biệt nam nữ cho nên là ở trong tiếng Nga lại phân biệt student và studentka, studentka. À, cái đuôi k này là cái đuôi dành cho con gái đấy đó, studentka. Ví dụ con mèo cái koshka, 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 con chó cái sabaka, sabaka. À, cô sinh viên nữ student ka như thế nào đấy đó. À, nó có một dạng đuôi ka. À, nó có nhiều trong cái cấu tạo từ, có thể có đuôi ka, có thể có đuôi sa đấy, sa. À đó, hoặc là khi mà khi đấy người ta gọi là khi mà người ta học cấu tạo từ thì người ta phân biệt rõ kỹ như thế, còn chúng ta ở đây chúng ta cứ nhìn thấy có đuôi ka chỉ người thì đó là danh từ của chúng ta là danh từ giống cái đấy, babushka, babushka đấy nhé, ba bồ cả đó, đó là ba người bà của chúng ta đấy đấy, cũng có đi ca. À, tiếp theo nào. À, chúng ta cùng nhau đọc lại hai từ này là student. Student. À đấy, student ca, Student student ca là student ca đấy, student. À, cái âm giờ của thầy nói nó khác cái âm của em một tí chút, nó cái âm giờ thì nó hơi nổ hơn một chút đấy, giờ 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 gent gent Student. student đấy, student đấy, student đó. À, thế còn có những người cũng là giáo viên nhưng mà người ta không phát được cái âm này luôn đấy. À, mà cũng là thạc sĩ là nói đấy đấy đó, nhưng người ta đọc thành rèn rèn tu rèn đấy đó. Nhưng mà nói âm rèn thì nó sẽ lẫn với cái âm giờ. À đấy, sẽ dẫn lẫn với cái âm giờ, và có những cái từ hai nó có âm giờ đứng cạnh đó thì nó trở thành hai âm nó giống nhau như thế nào đấy. Thế vậy đây đặc thù của cái tiếng Nga của chúng ta ấy, đó là âm giờ 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 như thế đó, chúng ta phát âm được nó, rèn luyện nó, phát âm nó và nói nó nổ hơn một tí nhé. J j gen 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 student 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 cả student cả đấy đấy thật sốc đấy, nói rất rõ nhé, nói rất rõ Student. Student. à đó tác vật thật sốc. Chúng ta có mi nhà ra bút nam khá là sốc, mi nhà ra bút giang tác vật các vả ra bút, tên anh chị là gì? Mi nhà ra bút nam đấy, pasiba pasiba các vật ra bút, mì nhà ra bút nám, tạc vật khả sốc. Các đại từ nhân xưng của chúng ta ở đây, chúng ta có các đại từ ngồi thứ nhất là gì? Đó là ngồi người nói đúng không nào? À, đó là ngồi giả, giả, giả đấy. Giả tương đương ngồi ai trong tiếng Anh đấy? Tươi. Tươi và mươi tương đương với ngồi you ở trong tiếng Anh. Tươi là ngồi thứ hai, ngồi người nghe. Người nghe là ngôi thứ hai đúng nào, thế và những cái người được nhắc đến thì gọi là ngôi thứ ba, on anna anno. Ôn là giống đực này, ôn ôn Anna, Anna là cô ấy, Anno là nó nhé. Đó chúng tôi nè, mười, chúng ta đọc là mười mười. À, các anh các chị vui vui mười vui mười vui, và ngôi Anh Anh là họ như nào đấy, họ là Anh đấy, tất cả của số. À vậy thì ở đây chúng ta thấy đó là toàn bộ về phần từ vựng mới của chúng ta nhé. Ở đây chúng ta sẽ cùng nhau học thêm một tí chút, đó là đại từ nhân xưng. Ở đây chúng ta tổng hợp này, giá tưới ốn ăn ná mới vui anh nhỉ. À, thì cái đấy, thì dễ hiểu quá rồi đấy. À, đó là gì là I you, rồi gì nữa he she, rồi là gì we, rồi là gì nữa, rồi là they đúng không nào đấy đó. À thế nhưng mà trong tiếng Anh ấy thì nó không thay đổi. À, trong tiếng Anh thay đổi cơ đấy.
À, trong tiếng Nga thì ya này nó có sẽ có 6 đi dạng. Lúc thì nó là ya, lúc thì là mi nhá, lúc thành mờ nhe, lúc thành mờ nôi. Đúng không? Đấy, em vậy. Tại còn à, đi, cái đó người ta gọi là biến cách, cái sự biến cách của đại từ nhân xưng. Đấy. Ở đây chúng ta mới tham khảo cái biến cách thứ nhất của nó, đó là cách 1 biến sang cách 4. À thế em bảo thầy, thế tại sao thầy không không từ cách 1 thì phải sang cách 2 trước chứ? Đúng không? À thế này mình giải thích như này, trong tiếng Nga cách 4 là cách sử dụng nhiều nhất, tức là nó chiếm khoảng 80% cái dung lượng lời nói đấy. Cho nên là người ta sẽ dạy các em cách 4 trước. Thế và cách 4 thì người ta sẽ dạy các em cách biến đổi của đại từ sở, đại từ nhân xưng trước. Bởi vì sao? Những từ loại nào ở trong tiếng Nga biến đổi? Đó là danh từ, tính từ, đại từ sở hữu và đại từ nhân xưng. Đó, đúng không? À, thế như vậy thì trước hết là chúng ta sẽ cùng nhau xem sự biến đổi của đại từ nhân xưng trước. À, bởi vì sao? Chúng ta sẽ sử dụng nó ngay trong câu chào hỏi và hỏi tên làm quen. Đó. À thế vậy thì ở đây chúng ta có lý thuyết rằng là gì nào? Nếu như muốn hỏi tên thì phải dùng đại từ nhân xưng ở cách 4. Đấy, em chưa? Đó. Thế trên thực chất thì ya thành mi nha này tương đương với cái hai cái định dạng của cái đại từ nhân xưng trong tiếng Anh là I và me thôi, chẳng có gì đơn giản. Đấy, em thấy là có thể lúc nó là I, lúc nó là me. Vậy me khi nào nó là me? Nó, me là gì nào? Me ở trong tiếng Anh là cái, đó là bổ ngữ. Nó là bổ ngữ, đúng không em? Đấy, nó là bổ ngữ hay là tân ngữ vậy? Các em có thể gọi là tân ngữ. Tân ngữ là cách 4, nên bổ ngữ là gì? Thành phần mở rộng cho động từ. Em xem nào. Thế vậy trong câu hỏi chúng ta có động từ này. Động từ chúng ta là ra vụt. Ra vụt đó là gì? Đó là cồn. Cồn. Đấy. Tên. Cồn mi. Em xem nào. Đấy. À, gọi tôi là. Đấy. Đó. Thế vậy thì ra vụt này chính là à, gọi là. Gọi cái gì? Gọi tôi mi nhá. Thế là how. How đấy là các. Các chi bé ra vụt. Các chi bé ra vụt. À, đúng không? À thế vậy, ra vút này nó chia ngôi nào đấy? Nó chia cái ngôi A nhì này. Em chưa? Chia ngôi A nhì này, à, trong tiếng Anh thì dứt khoát mà cái ngôi vô nhân xưng ấy thì nó phải là they, phải có they come. They come đúng không nào? Đấy. Thế nhưng mà trong tiếng Nga nó không cần. Trong tiếng Nga nó bỏ cái từ A nhì này đi. Cho nên nó chỉ có mỗi cái định dạng chia ra vút thôi. Đấy, đó. Thế vậy thì khi người ta nhìn cái chữ ra vút này không này thì mà không có đại từ nhân xưng thì người ta sẽ dịch là người ta gọi. Em nhận à, người ta gọi cậu là như thế nào? Đó. Thế vậy chính là người ta gọi cậu, cậu ở đây là tươi tươi nó chuyển thành chi bà, bởi vì sao? Cậu phải là tân ngữ cho cái động từ ra vút này. Em nhận nào? Đấy, đó. Thế cho nên người ta nói là gì? Các chi bà ra vút. Các chi bà ra vút. Người ta gọi cậu là như thế nào, hay là hay nói khác đi tiếng Việt là gì? À, bạn tên là gì? Đấy, đó. À thế thì chúng ta sẽ nói mì nhà ra vút tán tôn. Mì nhà ra vút an tồn nha, ra bút an tồn trên mình nói là gì? Mì nhà ra bút tan tồn, mì nhà ra bút tan tồn, mì nhà ra bút tan tồn, đấy, đấy. Đó. Khi chúng ta nói mì nhà ra bút tan tồn thì nghe nó rất là tự nhiên đúng không nào? Thế còn nếu các bạn nói mì nhà ra bút an tồn là mình nghe thấy các bạn nói khác luôn đấy, đúng không? À, tên tôi là an tồn. À, thế vậy thì mì nhà đây là gì? Đây là ya, mì nhà ra bút tan tồn. À, đi tiếp theo nào, các y vô ra bút, anh ấy tên là gì? Các y vô ra vút, thế khác đi là gì? Người ta gọi anh ấy là gì? Y vô ra vút dìm mà. Dìm mà. À em thấy xuống giọng của ngữ điệu 1 thế như nào? Y vô ra vút dìm mà. Các y vô ra vút. Các y vô ra vút. Các y vô ra vút. Em nghe thấy thầy nói là gì? Các y vô. Các y. À đấy, liền cái âm cờ này sang bên này. Các y vô ra vút. Các y vô ra vút. À chúng ta thấy nói tách ra. Các y yo ra vút. À, y yo ra vút Masha. Y yo ra vút Masha. Cô ấy tên là Masha. Các y ra vút. Các y ra vút. Các y ra vút. Đấy. À, các y. Đây là thầy đọc riêng nhé. Các y ra vút. Y ra vút. Dima y Masha. Y ra vút. Dima y Masha. Đúng như thế nào? Đấy. Хорошо? Đấy. Đấy. À, đó. À, thế bây giờ thầy sẽ hỏi trả lời nhé. À mấy thầy nói mãi rồi chả thấy học trò nói con ạ. À đấy, à thế xong rồi, à đến khi luyện đọc thì phải xem lại video mà nói theo nhé, cố gắng nói theo. À bây giờ thầy hỏi thầy câu hỏi này, câu đây câu hỏi này, đây là câu trả lời này, cứ một cái gạch này là một câu nhé. Thầy nói một câu em nói một câu. Các chi bé ra vút,
Меня зовут Антон. Меня зовут Антон. Хорошо. Как его зовут? Его Его зовут зовут Дима. Дима. Хорошо. Как ее зовут? Ее Ее зовут зовут Маша. 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 Хорошо. Как их зовут? Их Их зовут зовут Дима Дима и и Маша. Дима и Маша. Их зовут Дима и Маша. Хорошо. Хорошо. Thế vậy thì ở đây chúng ta cùng nhau xem xong phần từ thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ có đoạn đối thoại này. À, chúng ta thầy đọc một câu, em đọc một câu. Chúng ta trước hết là trước khi đọc chúng ta cùng làm quen với những cái tên người này nè. Em đọc theo thầy Anton. Anton, Anton, Natasha. Natasha, Natasha. Хорошо. хорошо, Хорошо. А у тебя? а у А у тебя тебя тоже хорошо. тоже Тоже хорошо. хорошо. Thầy đọc một câu, em đọc một câu này. Привет, Антон. Привет, Привет, Наташа. Наташа. Как дела? Спасибо, Спасибо, хорошо. хорошо. Ай, А у ты тебя? А а у, у а а у тебя? а у А у тебя? тебя? Тоже хорошо. Bây giờ em đọc trước nè. Привет, Привет, Антон. Антон. Привет, Наташа. Как Как дела? дела? Спасибо, хорошо. А у тебя? Тоже Тоже хорошо. хорошо. Тоже хорошо. Thế vậy thì em thấy ở đây khi mà người ta nói câu chào hỏi thì người nói trước thường người ta nâng giọng lên. Привет, Антон. Như nào đấy? Привет, Наташа. Привет, Антон. Привет, Наташа. Nếu có một câu đơn thôi thì người ta sẽ xuống giọng Привет, Антон. Đấy, Привет, Антон. À, thì có nghĩa là người ta không chờ đợi mình trả lời đâu. Привет, Антон, người ta chào cho nó xong việc thôi. Đấy, đó. Bây giờ cái chúng ta đang làm ở office chẳng hạn thế. Mình làm việc, mình ngồi trong trong phòng, có bạn đến thì người ta chào mình. Привет, Антон. Привет, Антон. À, thế là chào thế. Chào cậu, thế thôi. Nói cho nó xong, không cần đợi cậu trả lời. Thế nhưng người ta nói Привет, Антон. Có nghĩa là người ta chờ đợi mình sẽ trả lời. Привет, Наташа. Thấy chưa nào? Đấy. Как дела? À, nếu người ta как дела? Спасибо, хорошо. А у тебя? Thấy chưa đấy? À, cái а у тебя nó cũng nâng giọng. А у тебя? Đó. Rồi, хорошо. À, thấy chưa? Thế lúc đó là xong cuộc nói chuyện. Đó. À, thế thì cái ngữ điệu của nó là như vậy. Bây giờ chúng ta cùng xem đoạn đối thoại tiếp theo. Đoạn đối thoại tiếp theo của chúng ta này. À, chúng ta làm quen với những cái tên này nào. Em đọc theo thầy. Katya. Đa Katya. chả Sasha. Đa Sasha. 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 Как дела? Как Как дела? дела? Нормально. 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 Тоже нормально. Тоже Thế нормально. А? em Đó. loát tí. No. Тоже нормально. Тоже нормально. 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 А у тебя? А у А у тебя? тебя? Привет, Катя. Привет, Привет, Катя. Катя. Доброе утро, Саша. Добрый. Доброе утро. Доброе утро. Доброе Доброе утро. утро. Саша. Саша. Саша, как дела? Как Как дела? дела? Нормально. 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 Нормален. Нормали. Нормально. 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 А у тебя? А у А у тебя? тебя? Тоже нормально. Тоже Тоже нормально. нормально. Пока. 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 Пока, Пока. пока. Да? Так вот, хорошо. А, так вот. А, thế như vậy là đó là đoạn đối thoại thứ hai của chúng ta. Chúng ta mới đọc một lần thôi. Không sao, chúng ta lại đọc nữa mà. Đấy. Đó, hôm sau Dạ trước khi vâng. vào. Và trước khi vào bài chúng ta lại khởi động, chúng ta lại lôi ra đọc. Như thế nào? Đấy. Đó. Và ở nhà các em cần đọc nhiều lần. À, chúng ta đọc tiếp bài thứ ba nào. Добрый день. Добрый День. день, Я день, Иван. день, день, Я день, Иван. А вы? А вы? А вы? Chúng ta đọc ở câu dài nào. Добрый день, я Иван, а вы? Добрый день, Добрый день, я я Иван, а Иван, вы? а вы? Đấy, день, 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 добрый день, đấy. Em nói khi em nói em tròn môi một chút nhé, tròn môi một Vâng, chút, vâng. đấy. À, nó làm cho cái âm của em ra nó tròn, nghe nó hay, đúng rồi đấy. Đó. Ví dụ người ta nói quê hương, nghe là nhiều người nói quê hương, đấy là kiểu người ta bẹt bẹt giọng thì chúng ta rộng cái khóe miệng ra thì giọng nó bị bẹt như thế nào? Giọng bị bẹt. Chúng ta nói tròn môi, và em nghe thấy thầy nói tròn tròn, cái âm của chúng ta phát ra nó tròn. Đấy. Добрый день.
À, nên là dobrý deň, à vy, đấy, nói thử lại nào. Dobrý deň, Dobrý deň, à vy, đấy. À, chúng ta thấy ca sĩ khi nó hát nó tròn, với tròn môi, đấy. Tròn môi nó làm cái lời hát của nó nghe nó hay. À, con người nào mà không, người ta không biết về kỹ thuật thanh nhạc ấy, người ta hát thì giọng cái lẹt bẹt là những cái lè nhè đó nè, đó nó làm cho cái lời à, nếu mà có những ca sĩ đi hát đám cưới hỏi nhé, nhưng mà hát hát, hát tiếng cái bẹt ra xong rồi, bởi vì người ta không được học chuyên nghiệp mà, người ta có giọng hát đấy, nhưng mà chỉ cần bảo người ta một câu rằng là tròn môi vào tạo cái khẩu âm thì cái tiếng sẽ tuyệt vời luôn. Thế nhưng mà không bao giờ, ví dụ mình chẳng hạn, mình không bao giờ góp ý cho người ta, bởi vì sao, người ta có cần sự góp ý đó đâu, thấy chưa nào, đấy đó. Thế nhưng mà một trong những cái bí quyết để có thể có lời nói hấp dẫn đó là gì, tròn tròn môi, tạo cái khẩu âm nó tròn tiếng thì nó sẽ hay, thấy chưa nào, đấy, đồng ý chưa, rất là khởi đó. Chúng ta tiếp tục nào. Dobrý deň, Yalarisa. Yalarisa. Как дела? Как дела? Хорошо. А у вас? Хорошо. А у А у вас? вас тоже хорошо. Тоже Тоже хорошо. хорошо. À, đó. À, bây giờ chúng ta sẽ đọc theo theo từng câu nào. Thầy đọc một câu, đọc một câu. Добрый день, я Иван, а вы? Добрый день, я Лариса. 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 Как дела? Как дела? Хорошо. А у вас? Тоже хорошо. Тоже хорошо. Chúng ta cùng đọc lại nào. Иван. Иван. Лариса. Лариса. Я Лариса. Я Лариса. Я Иван. Я Иван. À, хорошо. À, em phát âm âm R này nó bị cái accent của tiếng Anh. À, cái tiếng Anh âm R này nó hơi sâu bên trong. Larissa. Đấy. À, nếu mà mình nói Larissa thì cái tiếng nó tạo thành cái accent của người nước ngoài nói tiếng Nga. Còn âm R này nó giống âm R trong tiếng Việt. Larissa, Larissa, Larissa. Đó. Nên tùy tùy các em thôi. À, các em thích phát âm thế nào cũng được. Miễn nó là À âm không, em R phải thôi. tiếng Nga nhất có thể À, đấy là chúng ta nói để làm sao hạn chế cái accent. Thì tiếng Nga nó gọi là accent. Accent đó là cái giọng lơ lớ của người nước ngoài khi nói. Khi nói cái giọng điệu của người nước ngoài khi nói một cái ngôn ngữ nào đó đấy, tạp vật gọi là accent, accent đấy, tạp vật. Хорошо. Chúng ta cùng xem lại nào. Thầy nói một câu, em nói một câu nào. Добрый день, я Иван, а вы? Добрый день, я Лариса, как дела? Хорошо, а у вас? Tôi về хорошо. Тоже хорошо. À, nếu vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm thời dừng lại ở đây nhé. Chúng ta có khá nhiều dữ liệu để cho em học trong một tuần tới rồi. À, thế và em chịu khó nghe lại cái bài này một vài lần này. Sau đó là cố gắng tập viết lên một lần nhé. Tập viết lên một cái bài đối thoại này. Cố gắng mỗi ngày tập viết lên một tí chút thôi. Đó. Thế và cố gắng xem lại cái phần từ vựng nhé. Đồng ý chưa? Хорошо. Đấy. Đấy. Vâng No. ạ. Đó, хорошо. À, sau Còn em thì... không đầy. Em nói sao cơ? Còn ca dạy tiếp không thầy? Có, bây giờ thầy tí đến khoảng 3 giờ rưỡi thì thầy sẽ dạy một bài cho một bạn khác. Như... Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.